Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, tôi xin đến với mấy em quay sản phẩm được mang tên Chim Sáo Ngày Xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy đó mà nó hỏi tôi giá bốn với em không? Rồi, em chúc anh chị mua vàng đó. Rồi cháu nó cảm ơn em phát tài phát đạt. Rồi em về. Để mấy anh em tao quất cái.